Kinh học khẩn, Hải quân Trung Quốc đầu hàng xin được sống, tướng Lương Xuân Việt khiến Trung Quốc thua đau, Tập Cận Bình nổi điên. Mến chào quý khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với tin tức Xoáy TV. Chúc quý vị và các bạn một ngày bình an và nhiều niềm vui. Thưa quý vị, bản tin ngày hôm nay 23 tháng 7 năm 2021, chúng tôi xin được gửi tới những thông tin liên quan nóng hổi trên Biển Đông. Trung Quốc sau nhiều lần thất bại trên đất liền khi đánh chiếm lãnh thổ Việt Nam, giờ ở trên Biển Đông, Trung Quốc cũng liên tiếp thừa trận, thế nhưng dã tâm xâm chiếm của đất nước này vẫn chưa từ bỏ. Mới đây nhất, hải chiến 016 Quang Trung bị tàu ngầm Type-033 Orino bắn 6 quả ngư lôi đánh chìm. Vào đêm 22 tháng 7 vừa qua, hệ thống radar tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung phát hiện tàu ngầm Type-094 nổi lên ở vị trí cách đảo Trường Sa hơn 4 km. Tàu hộ vệ tên lửa 016 Quang Trung lập tức tổ chức tấn công bằng hệ thống, nhưng Type-094 của Hải quân Trung Quốc đã nhanh chóng lặn xuống và thoát chết, được sự hỗ trợ của tàu hộ vệ tên lửa thứ hai là 015 Trần Hưng Đạo. 016 Quang Trung nhanh chóng phát hiện lại tàu ngầm Type-094 của Hải quân Trung Quốc bằng sonar và tổ chức thêm 3 đợt tấn công hệ chỉ hồng nữa. Vụ tấn công thứ hai được thực hiện vào lúc 0:13:33 ngày 21 tháng 5 đã khiến cho Type-094 của hai con tàu Trung Quốc lần này không thể chạy thoát vì khả năng tấn công dồn dập của 016 Quang Trung khiến cho chiếc tàu ngầm Type-094 nổ tung dưới đáy biển với toàn bộ thủy thủ đoàn thiệt mạng. Cách quần đảo Trường Sa từng 20 km về hướng Đông Nam, không lâu sau đó tàu 015 Trần Hưng Đạo lại phát hiện tàu ngầm Type-091 lớp hạm bắn radar khi con tàu này nổi lên mặt nước để cố tàu thoát với tốc độ cao nhất. Tàu 015 Trần Hưng Đạo đuổi theo loại tàu Type-091 thiết giáp của Hải quân Trung Quốc khi chúng cố tình do thám bờ biển Trường Sa của ta, trong lúc đó Hải quân Việt Nam theo dõi và gọi thêm 6 chiếc tàu ngầm loại Type-901 lớp Hán bằng pháo sáng từ xa và nó cũng tấn công liên tiếp mục tiêu bằng pháo 440mm từ 590m vào lúc 2:09 sáng ngày 23 tháng 7. Tiếp là loại 910 vừa vã lặn xuống để tránh bị tấn công, nhưng nó vẫn bị các kỹ thuật viên điều sonar của hai chiến hạm tối tân của ta phát hiện. Hai con tàu thi nhau tổ chức các đợt tấn công, Echihong nhằm vào kim loại không dị một lớp hán của Hải quân Trung Quốc và kết quả là 015 Trần Hưng Đạo, Trần đánh chiếm mục tiêu. Và kết quả là 015 Trần Hưng Đạo đánh chiếm. Tiếp theo, vào lúc 4:04 sáng, một lực lượng tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc gây nguy hiểm đến an ninh an toàn của chiến sĩ trên đảo Trường Sa đã bị tiêu diệt. Việc hai tàu ngầm bị tiêu diệt đều phát nổ lớn hơn nhiều so với bị thương sau khi chúng mục tiêu. Tấn công Hệ Chi Hồng khiến Hải quân Việt Nam càng tin tưởng rằng chúng mang theo tên lửa và nỗ lực hơn để săn lùng các tàu chiến hạm của ta đang trực chiến tại Trường Sa. Âm mưu phá hủy các chiến hạm của ta trước khi chiếm đảo của bọn bành trướng Trung Quốc bị đập tan bởi lực lượng vành đai số 1 của Hải quân Việt Nam tiếp tục di chuyển xuống phía nam của đảo Trường Sa. Theo sau các cuộc chạm trán đầu tiên, máy bay K-28 được điều đi tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung 016 và 015 Trần Hưng Đạo liên tục phát hiện tàu ngầm Thai loại 041 của Hải quân Trung Quốc khi nó đang nổi lên mặt nước trong đêm ngày 22. Chiếc tàu ngầm Thai 041 khi ấy chỉ cách quần đảo Trường Sa của Việt Nam có 13 km, song hai chiếc K-28 của Hải quân Việt Nam đã không tấn công chiếc tàu ngầm loại 041 do trời tối nên không thể phân biệt đó là tàu của bọn bành trướng Trung Quốc hay là tàu của phía ta. Rạng sáng ngày 23 tháng 7 năm 2021, tàu ngầm Type-041 lúc nguyên súng ngư lôi tấn công tàu 061 Quang Trung nhưng không thành công. Sau vài giờ tiếp theo, tàu ngầm loại 041 lúc nguyên của Hải quân Trung Quốc bị tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng phát hiện. Nhưng trong màn săn đuổi, 011 Đinh Tiên Hoàng kéo dài 2 giờ đồng hồ, tàu hộ vệ tên lửa 011 Đinh Tiên Hoàng đã giăng bẫy với vô số lần tàu ngầm Type-041. Bị tấn công bằng thuốc nổ. Từ 011 Đinh Tiên Hoàng, rạng sáng ngày 23 tháng 7, lực lượng vành đai Trường Sa số 1 của Hải quân Việt Nam thực hiện cuộc tấn công thành công. Cuối cùng ngay trước rạng sáng, tàu 012 Lý Thái Tổ đã phát hiện hai loại tàu ngầm Type-041 lớp nguyên
sơn màu xanh lục bằng sonar. Con tàu này ngay lập tức gửi đến qua tần số chi viện 016 Quang Trung tham gia săn lùng. Một đợt tấn công bằng Hechihong do tàu 012 Lý Thái Tổ thực hiện đã đánh chìm loại chai 041 Lấp Nguyên, cùng là con số toàn bộ thủy thủ đoàn chìm sâu dưới đáy biển. Những tổn thất kể trên khiến Hải quân Trung Quốc điều các tàu ngầm còn sống sót trong đội hải cầu biển tại đà chữ thập và đà ba đầu, đồng thời cử thêm 3 tàu khu trục hạm đi tăng viện. Cuộc tấn công này, lực lượng vành đai Trường Sa số 2 của Hải quân Việt Nam đã được đưa vào cuộc với số tàu tham chiến còn lớn hơn lực lượng ban đầu là vành đai Trường Sa số 1. Trước đó vào đêm ngày 22 tháng 7, một máy bay K-28 của Hải quân Việt Nam tại vành đai số 2 đã phát hiện tàu ngầm Thai 031 Lớp Jomel Plus và dùng thùng thuốc nổ sâu trên trực thăng K-28 tấn công nhưng đánh trượt. Vài giờ sau đó, tàu ngầm Thai 033 Oktoberfest với sự chỉ huy của trưởng đô đốc Lý Siêu Văn, Hải quân Trung Quốc đang tìm cách tấn công vào quần đảo Trường Sa thì bị tàu hộ vệ tên lửa 012 Lý Thái Tổ phát hiện và ngăn chặn kịp thời, giữ được an toàn cho tất cả các chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa. Ngay khi đó, tổng hợp loại Thai 033 lớp Jomel Plus vội dội mục tiêu súng ngư lôi tấn công 016 Quang Trung và dội 6 quả ngư lôi đánh trúng tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung bé gãy, tàu làm đôi, khiến 115 thành viên của thủy thủ đoàn trên chiến hạm Quang Trung thiệt mạng. Vụ việc khiến các tàu hộ vệ tên lửa tối tân của Hải quân Việt Nam ta nhanh chóng bao vây khu vực và dùng Hechihong tấn công liên tiếp tàu ngầm loại Thai 033 lớp Jomel Frost. Nó buộc phải đổi trên mặt nước. Chiếc tàu ngầm Thai 033 lớp Jomel Frost lúc này đã chịu tác hại nặng nề, tên lửa rồi pháo bắn tung để trả thù vụ đánh chìm tàu 016 Quang Trung tại quần đảo Trường Sa. Tường thuật dưới đây thì có thể quý vị không tin vào những điều chúng tôi nói, nhưng 016 Quang Trung sẽ không còn được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng nữa, thay vào đó có thể là 016 Quang Trung giả được đưa để thay thế, tránh tạo ra sự bàng hoàng trong lòng dân chúng, xung đột lợi ích của Trung Quốc. Để hiểu rõ sự mâu thuẫn trong chiến lược của Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông, chúng ta nên xem xét những lợi ích chiến lược xung đột của nước này. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Việt Nam đánh nhau to ở đảo đá chữ thập, tướng Lương Xuân Việt khiến Trung Quốc thua đau, cấp báo khẩn cấp đầu hàng. Vào ngày hôm qua cho biết Trung Quốc đang điều hàng trăm tàu chiến, trong đó có 50 thiết giáp hạm trận. Chiến đụng độ giao tranh giữa Trung Quốc và Việt Nam là hải chiến ác liệt nhất từ trước đến nay. Xét về mặt quân sự tổng thể, hải quân Việt Nam và Trung Quốc đối đầu nhau trong trận hải chiến tại vùng Biển Đông, ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa phía Tây Bắc, 125 hải lý thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phía Trung Quốc có các chiến hạm lớn và rất nhiều thủy thủ, có khoảng 500 người. Đây được coi là trận đánh bách phát bách trúng dù hải quân Việt Nam bị đối phương áp đảo về số tàu chiến cũng như sự vượt trội về kích thước và công nghệ trong thời kỳ đỉnh cao của thiết giáp hạm, bỏ xa các tàu thuyền truyền thống xưa. Họ biểu diễn và thể hiện sức mạnh của một phương quốc, thời điểm mà máy bay hải quân là tàu sân bay đang phổ biến, hải quân Trung Quốc được đầu tư tài chính dồi dào. Vì thế họ sở hữu những hạm đội mạnh mẽ với nòng cốt là thiết giáp hạm, với lượng dàn nước là 182 tấn. Họ còn trang bị nhiều pháo cỡ lớn và tầm bắn xa, trong khi lực lượng của tàu Việt Nam ta chưa được trang bị đầy đủ như phía Trung Quốc. Tuy nhiên trong cuộc chiến vừa xảy ra cho thấy phía Việt Nam và Trung Quốc đều tìm cách muốn giành chiến thắng trước đối phương. Nếu so với lòng quả cảm, gan dạ thông minh mưu trí dũng cảm sáng tạo ứng xử tình huống bất ngờ thì ta chưa chắc thua Trung Quốc. Thời điểm Trung Quốc đang xâm phạm lãnh hải chủ quyền của ta đã khiến cho Việt Nam chịu thiệt hại nặng nề về nhân mạng và vật chất. Tuy với Trung Quốc hơn hẳn ta về nhân mạng và vật chất, nhưng thực trạng cho thấy không bên nào chiếm được quyền kiểm soát rõ ràng ở Biển Đông. Phía Trung Quốc vẫn luôn tìm cách tổ chức phục kích xung quanh đảo Hải Nam, vài trăm hải lý về phía Đông Nam, nhưng Hải quân Việt Nam ta nắm bắt được kế hoạch đường đi của tàu Trung Quốc và triển khai lực lượng đối phó. Tối ngày hôm qua, Hải quân Việt Nam ta đã ứng phó với 150 tàu của Trung Quốc, trong đó có 50 thiết giáp hạm và 9 đội tàu tuần dương. Hàm tại khu vực quần đảo Hải Nam, sau khi tình báo cho biết, tàu Trung Quốc sẽ có cuộc tấn công bất ngờ vào tàu của ta đang làm nhiệm vụ trên Biển Đông. Nắm được thông tin đó, bên ta đã xác định được vị trí của Hải quân Trung Quốc bên kia chiến tuyến. Việt Nam huy động 100 con tàu có công suất lớn, trong đó có 20 thiết giáp hạm và 5 tàu tuần dương hạm. Vào lúc 9 giờ tối ngày hôm qua, lực lượng trinh sát của cả hai bên đã phát hiện vào nội súng giao tranh ác liệt.
vào nhau. Tuần Dương hạ bọc thép của ta lên đạn bắn vào tàu của Trung Quốc, cả hai bên vừa bắn vừa di chuyển song song. Tuy nhiên sau 10 phút thì nhóm tàu trinh sát của ta đã đến để chiến đấu với tàu Trung Quốc. Đồng thời, các tàu trinh sát của Trung Quốc di chuyển về phía hạm đội chủ lực của ta, những kế hoạch bị Trung Quốc bắn trả và họ bắn trả hàng loạt đạn pháo về phía tàu của ta. Hải quân ta kịp thời nhận ra sai lầm và quay ngược về hướng Bắc. Trong khi hứng chịu hỏa lực dữ dội từ lực lượng hải quân Trung Quốc, lúc này đội quân của ta đã hy sinh khoảng 3 thủy thủ, 2 chiến hạm, nhưng vẫn nắm được lợi thế tuần dương hạm của hải quân ta chạy về phía Bắc, không thể liên lạc được với các lực lượng chủ lực, nhưng vẫn lôi kéo được đối phương về địa điểm tập kích của hạm đội. Dù không nhận được thông tin tình báo cần thiết để chuẩn bị chỉ huy cho hạm đội, hải quân ta vẫn kịp ra lệnh cho các tổ chức lập đội hình vòng cung để tạo ra một thế trận tấn công phục kích hải quân Trung Quốc. Hạm đội của hải quân Trung Quốc lao thẳng về trước bẫy vòng cung và hứng chịu hỏa lực dồn dập liên tiếp trong đội hình bán nguyệt của quân đội Việt Nam, làm nhiều tàu của chúng trúng đạn bốc cháy dữ dội. Phía quân Trung Quốc số còn lại sau đó tìm cách rút lui và tổ chức lại địa hình. Nhưng hải quân của ta tiếp tục triển khai vòng vây hình chữ T, trong đó tàu chiến của Trung Quốc lập thành tuyến bán nguyệt với toàn bộ pháo chủ lực nhắm thẳng vào đội hình của ta, trong khi phía ta chỉ có vài khẩu súng. Trước buổi bắn, đội hình của hải quân ta giữ vị thế chữ T của tàu Trung Quốc và ưu thế tầm nhìn rõ được lượng nước lớn. Tuy nhiên, chiến thuật hình chữ T đã rất hiệu quả khi phải đối chọi với hình bán nguyệt, vì hình bán nguyệt rộng hơn nhưng mỏng và cong, hình chữ T tuy hẹp và dài có lợi thế tạo ra lực tiếp nối bền bỉ, quân đội của Trung Quốc cũng chống trả lại quyết liệt khi rơi vào tình thế tuyệt vọng, gây thiệt hại nặng nề, khiến nhiều tàu chìm trong bóng tối. Chỉ huy của Hải quân Trung Quốc cũng tìm cách cho đội hình vòng này trốn thoát về phía Tây. Lúc này họ di chuyển về phía Đông Nam, do đường đi đã bị phía Việt Nam bao vây dày đặc, nên đã di chuyển sang hướng Đông, thất bại vì phải hứng chịu hỏa lực dữ dội từ phía Hải quân ta. Hạm đội của Trung Quốc tiếp tục phóng hàng loạt ngư lôi buộc đội hình của ta tách đội hình để tránh tàu Trung Quốc. Nhân cơ hội đó có được khoảng trống rỗng và tạo thành khoảng trống cho tàu chiến rút lui. Tuy nhiên, không quả ngư lôi nào trúng mục tiêu hải quân của ta. Trở ngại lớn nhất của tàu Trung Quốc là khi màn đêm buông xuống thì tàu chiến của Trung Quốc mất lợi thế. Khi màn đêm buông xuống thì tầm nhìn bằng không thì tàu to sẽ dễ trúng đạn hơn và di chuyển đội hình chậm hơn. Hải quân ta tuyên bố giành thắng lợi. Chiến thuật khiến Trung Quốc tổn thất nặng nề khi mất 14 tàu chiến, hơn 600 thủy thủ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Đổi lại bên ta, đã thiệt mạng 50 binh lính và 2 tàu chìm. Tuy nhiên, Trung Quốc đã phải trả giá đắt về mặt chiến lược, trong khi Việt Nam vẫn duy trì được đội hình phong tỏa trên biển. Theo các chuyên gia, sau trận hải chiến này, Trung Quốc buộc phải chuyển sang tác chiến điện tử và tàu ngầm đã phá vỡ đội hải chiến của tàu hải quân Việt Nam. Dù vậy, ngay cả trên đất liền hiện nay, khả năng thất bại của Trung Quốc là rất cao, vì hiện nay Mỹ và Việt Nam tham chiến cùng với các công nghệ trang bị săn ngầm và tác chiến điện tử đời mới, và những diễn biến có liên quan về dã tâm xâm chiếm Biển Đông của Trung Quốc là chưa bao giờ từ bỏ. Thế nên tình hình Biển Đông vào thời gian qua đã đạt đỉnh điểm. Khi mới đây, tuyên bố của Trung Quốc là như thế nào về Biển Đông? Vào sáng ngày hôm nay, thì Đô đốc Hải quân Trung Quốc Thẩm Kim Long tuyên bố trên kênh CCTV rằng nếu Việt Nam không chịu rút quân ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì không nên trách người Trung Quốc đã không cảnh báo trước. Vâng, kênh truyền hình CCTV từ trước đến nay là kênh truyền hình đại diện cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với tuyên bố trên, chúng ta có thể thấy rằng việc Hải quân Trung Quốc cho tàu bè đánh chiếm hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa không còn là chuyện xa xôi nữa. Để đáp lại Hải quân Trung Quốc, tướng Lương Xuân Việt cũng tuyên bố rằng chủ quyền lãnh hải của Việt Nam không có gì là thay đổi được. Người Việt Nam sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo, bất chấp có thể hy sinh đến người cuối cùng. Đây là lời tuyên bố đanh thép của Hải quân Việt Nam, chứng minh sức mạnh của Hải quân Việt Nam. Có thể lực lượng hải quân và vũ khí của Việt Nam yếu hơn so với Trung Quốc, nhưng không vì yếu hơn mà Việt Nam để các hòn đảo nằm trong tay của mình trao cho Trung Quốc. Điều đó là hoàn toàn không thể xảy ra đối với đất nước Việt Nam. Chúng ta dòng máu tinh thần Việt tộc chảy trong lòng mỗi người dân Việt Nam, dù là những người dân đang ở trong nước hay ngoài nước. Chỉ cần Tổ quốc gọi thì chúng tôi sẽ trả lời để lên đường bảo vệ Tổ quốc, từng tấc đất, từng giọt nước trên biển, để bảo vệ nguyên bờ cõi đất nước mà cha ông đã giải công xây dựng và bảo vệ cho đến ngày hôm nay. Thế nhưng thương thay cho những người dân đang đánh bắt cá ở Hoàng Sa và Trường Sa, mới đây nhất đã có những sự việc vô cùng thương tâm.
Trung tâm thông tin chấn động và gây xôn xao dư luận, tạo nên lòng căm hận của người Việt Nam đối với đất nước, quốc gia Trung Quốc sau khi 5 tàu cá của người dân Nam Định đang đánh bắt ngay trên vùng chủ quyền của Việt Nam trên vịnh Bắc Bộ thì bị 2 tàu hải cảnh của Trung Quốc và 2 tàu dân quân miền Trung Quốc ngang ngược, dùng vòi rồng xua đuổi, thậm chí cố tình đâm va vào các tàu của người dân trên, làm cho 3 tàu cá bị chìm, làm nhiều ngư dân thiệt mạng và mất tích. Sự hung hăng ngang tàng bất chấp của Trung Quốc đã dẫn đến việc Hải quân vùng 2 của Việt Nam lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái tàng hình thế hệ mới do Việt Nam tự thiết kế và sản xuất, vừa ra mắt cách đây không lâu, tấn công bắn chìm 2 tàu hải cảnh và 2 tàu dân quân biển của Trung Quốc dưới đáy biển sâu. Đặc biệt là những chiếc máy bay UAV này được cho là có thể cạnh tranh với dòng máy bay tiêm kích H-20, uy lực hiện nay của Trung Quốc. Sự kiện mang tính cứng rắn trong quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đã làm cho ông Tập Cận Bình và giới lãnh đạo của Trung Quốc phải toát mồ hôi hột và gây ra sự quan tâm đặc biệt trong và ngoài nước. Diễn biến của sự kiện ra sao, xin mời quý khán thính giả và các bạn tiếp tục lắng nghe những thông tin mới nhất được cập nhật của chúng tôi. Thưa quý vị, vấn đề chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông được coi là chướng ngại lớn nhất trong mối quan hệ giữa hai nước cộng sản, đồng chí anh em láng giềng Việt Nam và Trung Quốc. Bởi mối quan hệ này diễn ra không được suôn sẻ và luôn có những thăng trầm, phần lớn là do lòng tham không đáy và dạ tâm muốn chiếm trọn Biển Đông và các khu vực trên đất liền của Trung Quốc. Ngay cả những nơi thuộc về chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, mối quan hệ tin cậy lẫn nhau tưởng như không bao giờ thay đổi, dựa vào niềm tin về sự tương đồng ý thức hệ, cũng như có chung các mục tiêu. Và kẻ thù ngày nào giờ đây đã nhường chỗ cho sự nghi kỵ, thù hận lẫn nhau với hình thức, bằng mặt trừ không bằng lòng. Thì ra trên đời không có gì là bất biến và không thể thay đổi. Thì suy nghĩ và tư tưởng hạn hẹp của con người thường cứng nhắc và hay bỏ mọi thứ trong một cái hộp mặc định do mình tự đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, ngoài các tranh chấp trên lãnh thổ Biển Đông liên quan đến hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa giữa Việt Nam và Trung Quốc chưa có hồi kết. Bởi sự hung hăng và lòng tham của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn tạo ra tình hình bất ổn trong khu vực. Tại vịnh Bắc Bộ, sự căng thẳng về vấn đề chủ quyền của diễn đàn này chắc không kém. Theo luật ước Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, khi toàn bộ vịnh Bắc Bộ là vùng trồng lớn trước năm 2000, giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều thỏa thuận và đàm phán nhưng chưa đi vào giải quyết thực chất. Vào năm 2000 thì cuộc đàm phán về phân biệt vịnh Bắc Bộ được đẩy mạnh với một vòng đàm phán cấp chính phủ, 3 cuộc gặp liên tiếp giữa 2 đoàn chính phủ và 8 vòng đàm phán cấp chuyên viên. Nhìn chung, Trung Quốc đòi hỏi chia đôi vịnh và dù thừa nhận rằng diện tích phần vịnh của Việt Nam có thể lớn hơn, nhưng chênh lệch đó không phải là đáng kể. Kết thúc đàm phán thì Việt Nam nhận 53,2% diện tích vịnh Bắc Bộ, trong khi Trung Quốc nhận 46,7% diện tích chênh lệch là khoảng 8,205 m². Hiệp định này ra những tranh cãi trong cộng đồng người Việt ở nhiều nơi, đặc biệt là những người sống ở nước ngoài. Việt Nam, họ cho rằng Công ước Pháp Thanh năm 1887 phần chia vịnh có lợi hơn cho Việt Nam nên hiệp định mới làm sai và thiệt hại cho phía Việt Nam. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc đã đưa giàn khoan 948 và thường tổ chức các cuộc tập trận hải quân quy mô kéo dài ở phía Tây, bán đảo với châu Âu, tức trong vịnh Bắc Bộ. Nhìn về phía Việt Nam, mỗi khi các cuộc tập trận diễn ra thì cuộc hải sự tỉnh Quảng Tây bán tải nhiều lần thực dụng, tàu bè các loại phải tránh xa trên một dải biển được bán kính là 8 km để tránh thiệt hại khi có những loại đạn cỡ lớn phát nổ. Hồi đầu tháng thì Trung Quốc đã tập trận kéo dài từ ngày 20 tháng 5 đến 20 tháng 7 tại khu vực quần đảo Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ như một thách thức đối với Việt Nam và cả Hoa Kỳ.